Alo, chị taxi ơi, chị taxi ơi. Sao em nói chuyện xã giao với chị mà chị đòi xã giao vô mặt em vậy chị taxi? Chị taxi ơi, chị taxi, người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Chị taxi ơi, chị taxi, sao chị tắt máy em? Chị taxi tắt máy rồi. Chắc là chú tới số rồi. Và bây giờ là thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngưng cười. Đẹp trai được thời trang sạch sẽ. Em tên gì em? Dạ em tên là Tuấn Kiệt. Em rất là ưa nhìn. Tuấn Kiệt, dạ. Bạn có chuẩn bị đạo cụ hay không? À, dạ có ạ. Rồi, mời bạn. Và 60 giây, bắt đầu. Ôi, 20 mấy năm làm vũ em, ta chưa bao giờ thấy một đứa nhỏ nào nó lì như cái thằng nhỏ này. Con ơi, 2 tiếng mấy đồng hồ ta ru con, sao con khóc hoài vậy? 2 tháng tuổi rồi chứ có phải mới đẻ nữa đâu. Chẳng trở điều gì nói ta nghe đi con. Ta nghe rõ rồi, con nói ê, ê, ê. Ta không hiểu, nhưng không sao không sao. Kinh nghiệm 10 năm làm vũ em, ta có cuốn sách dạy tiếng khóc. Con thấy ta có tâm với con ghê hùng. Giờ cuốn sách này, ta sẽ dạy được tiếng của con. Để ta coi, 2 tiếng mấy đồng hồ, chắc có nhiều trăn trở lắm con nhỉ. À, có rồi, con nói là... Nín đi bà để tôi ngủ. Trời đất ơi, trời đất ơi, con ơi, ôi đớn đau trong lòng à, con làm ta, con làm ta đau đớn quá. Chịu quá. Trời ơi lo, nhìn lên thấy còn có 5 giây nữa. Ôi. Đã đứng lên hát cái câu hay luôn. Mà chốt cái cứ cuối cùng chịu. Cười ha hả. Tôi sợ bạn học, tại vì sao không? Tôi cưng cái giọng nói đó. Cái giọng nói đó là cái giọng nói đó là phải có nghiên cứu, phải mê tuồng, mê tích rồi mới bắt đầu nói được như vậy. Rồi cũng có thái độ, cũng lật qua, cũng lật lại. Ta không hiểu. Xong rồi cái cũng này nọ. Cái bắt đầu thấy chưa cười, tại nó chưa có đủ đô, hiểu không? Mình cần cái gì đó chỉ còn chút xíu thôi. Trời ơi, mai quá, phút 89. Không là cái làm ta đau đớn. Quá. Vô. Bạn đang chiến thắng được 2 triệu tại vòng 1. Và vòng 2 giải thưởng là 10 triệu. Nhưng độ khó sẽ tăng lên và bạn có khả năng sẽ mất 2 triệu ban đầu. Bạn đi tiếp hay ngừng lại? Cho em nói một chút được không ạ? Được. Dạ, mục đích em tham gia cuộc thi này là bởi vì em rất là yêu thích nghệ thuật kịch, đặc biệt là kịch và sân khấu. Nhưng mà em không tìm được cho mình một cái cơ hội. Năm nay em 25 tuổi, tức là tính tới nay em đã tham gia rất là nhiều những cuộc thi, nhưng mà chắc là cái nghề nó không chọn mình. Cho nên là cứ tới những cái ngày thi, một là em bị bệnh, hai là gia đình có chuyện, và ba là một cái lý do nào đó mà em không tham gia được. Thậm chí với thách thức danh hài, cả vòng casting trước đó em bị mất tiếng, em không tham gia được. Em nghĩ là chắc mình không hợp với cái nghề này thiệt. Nhưng mà em thấy vô lý lắm, tại vì em dành hết cái tình cảm của mình cho cái nghệ thuật này thì không có lý do gì mà em phải từ bỏ hết. Cho nên là em quyết định là sống chết với nó, và em ngày hôm nay em đến đây. Cho nên là nếu anh chị hỏi em là có đi tiếp hay không thì em sẽ trả lời là em sẽ đi tiếp cho tới khi không làm được cho hai anh chị cười thì thôi. Chứ tiền đối với em không quan trọng. Quyết định đi tiếp. Cho nên là em sẽ đi tiếp. Hãy cố gắng giành lấy 10 triệu từ hai danh hài. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ồ, có người bị tai nạn. Nguy hiểm quá. Chắc là phải gọi điện nhờ người lớn cứu mới được. Alo, chị taxi hả chị taxi? Chị taxi ơi, em không phải chị Diệt Hương. Dạ, chắc tại giờ này Sài Gòn mưa nhiều nên dạo mai nó cũng chảy vậy đó chị. Chị taxi ơi, chị taxi, em không có làm phiền chị như chị Diệt Hương đâu. Nhưng mà hôm nay giờ em tắt máy cái chị gọi là giùm em được không chị taxi? Tại điện thoại em hết tiền rồi, em cảm ơn nha chị taxi. Alo, chị taxi ơi, chị taxi. Bây giờ em gặp một cái người bị tai nạn nguy hiểm lắm chị taxi ơi.
Hay là bây giờ chị gọi giùm em một chiếc taxi tới đây, mà má em dặn không có được đi hãng của chị, tại vì hãng của chị mắc quá, chị gọi giùm em một cái hãng khác được không chị? Taxi. Đã nở nụ cười. Bà bạn đã có 10 triệu. Quá điên. Ôi chị, quá điên. Lúc mà em vừa mới cất lên chị taxi á, chị lại lo nữa. Chị nói một là em phải làm giống chị cực kỳ, không á là tại rất là nhiều người giả chị tiết mục này rồi. Chị thiệt là lo. Và cuối cùng chị nói, em nói em không phải chị, tại vì mùa mưa nó chảy, thường mùa mưa lạnh nó săn lên, mà em lại nói mùa mưa nó chảy, nó tào lao, chịu không nổi. Trời đất ơi. Mà hiểu không, lần sau á đã nhái rồi nhái cho tới chứ, mà nhựa như bả luôn kiểu mà chị taxi à, chị taxi, mà cái miệng y như chị Hương thì cái hiệu quả nó sẽ còn tăng hơn nữa. Nhưng cái câu chuyện của bạn, cái điểm chốt hạ là cái chuyện mà bạn vô duyên tới một cái mức không chấp nhận được. Má em dặn luôn là má dặn không được đi hãng chị, tại hãng mắc, gọi giùm em chiếc hãng khác. Duyên chịu 10 triệu tiếp. Em đi tiếp. Và bạn quyết định thì tiếp. Đang có tình cảm rồi. Được rồi đó. Tự tin, bình tĩnh và 60 giây bắt đầu. Alo, chị taxi ơi. Chị taxi ơi. Sao em nói chuyện xã giao với chị mà chị đòi xã giao vô mặt em vậy chị taxi? Chị taxi ơi, chị taxi. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Chị taxi ơi, chị taxi. Sao chị... Tắt mà em. Chị taxi tắt máy rồi. Chắc là chú tới số rồi. Trời ơi. Kiệt ơi. Dạ. Hiện giờ em đang cho tụi chị giống như là chích thuốc mê mà chích từ từ. 20 triệu lên 40 triệu chắc là tụi chị phải gồng lại. Dạ. Cho nên hãy giữ thần thái này, cách diễn này để làm tiếp tục, vì chị rất rất là thích cái phong cách diễn của em thật từ tốt. Dạ. Kiệt ơi, như vậy bạn đồng ý dừng ở mức 20 triệu hay bạn sẽ tiếp tục chinh phục vòng 4 với giải thưởng là 40 triệu? À, em nói ngay từ ban đầu rồi, em sẽ đi tiếp. Dạ. Và đi tiếp. 60 giây bắt đầu. Hey, tội nghiệp chú quá hà. Nhưng mà này là giúp lớp trẻ góp ý nè. Ví dụ người ta biết hôm nay là người ta bị thương ấy, người ta ra đường lớn người ta nằm, hiểu không? Chứ còn vô đường nhỏ lỡ gặp đứa như con là một đứa bé, con rất là ngoan, con mới cứu được chú. Thành ra là chú ra đường lớn chú nằm. Mà gì nè, má con có dạy, sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì chú biết không? Hả, chú không biết đâu, để con trả lời luôn cho. Để gió cuốn đi, nó lạng vậy đó. Thành ra là bao nhiêu lòng thành của con là từ nãy giờ là gió cuốn đi hết trơn trọi rồi. Bây giờ cười qua 40 triệu. Dễ luôn. Thông minh lừa hay lừa lọc. Thằng này lừa lọc. Hay lừa lọc. Khen đó em, khen đó, khen đó. Thì em diễn á, nó cảm giác là chị không có dùng cái từ của Thành là gọi là sạch sẽ hay gì, mà chị nhìn vô chị như chị thấy cái nghề của chị nó bước lên một cấp. Có nghĩa là dùng ngôn ngữ, dùng hình ảnh, dùng biểu cảm, dùng cái lực nội tâm, không có mặn đồ thấy ghê, vẽ mặt chấm lên chấm vẽ tùm lum tà la, không ai nhìn ra mình hết. Mà em được có một cái là em bị gì đâu, em có một cái nước da ăn ảnh nhìn nó sang, nó sáng, hiểu không? Lại một lần nữa anh nói với em cái điều này, số phận á nó không phụ em mà đang thách thức em. Đó là gì? Là ngày hôm nay khi em đứng đây 4 lần liên tiếp làm trong vòng tích tắc, em chọc 2 danh hài cười rần. Nếu em đủ tự tin em lấy luôn 100 triệu. Tuấn Kiệt, hãy suy nghĩ thật kỹ.
vai tay đây. Và xin chúc mừng Tuấn Kiệt với giải thưởng 40 triệu đồng. Bạn đã chiến thắng vàng rồi, thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Xúc động quá rồi, xúc động quá rồi. Nói cho em nghe, dạ, ngày hôm nay em cho mọi người thấy rằng là hài kịch sang trọng nó là phải như thế. Nó chỉ cần đơn giản và nó mang đến cho người ta tiếng cười bằng trí tuệ, bằng cái biểu cảm, bằng cái thần thái của em thôi. Và anh hy vọng là em sẽ giữ được cái phong cách hài này, giữ nó và hãy đường đường chính chính bước vào cái lĩnh vực này nếu em đam mê nó nhiều như vậy. Làm ơn cho anh được gặp em ở một sân khấu nào đó. Bạn đã chiến thắng vàng rồi, thắng cuộc thật rồi đây.